Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất của mình nhé. Tiếp tục video này, mình sẽ hướng dẫn cho bạn tạo một cái ví có tên là CryptoCat nha các bạn. Thì để tạo được cái ví thì các bạn cần click trên phần link mô tả dưới video của mình các bạn. Thì đây thì có hai mục là mục Reward Account và Create New Account. Thì các bạn bấm, đối với những bạn nào chưa có ví thì bạn bấm vào Create New Account các bạn, là tạo ví. Rồi, các bạn điền username, password và xác nhận password mình vào nha các bạn. Username mình là anh 41 đi. Các bạn tự đặt nha các bạn. Rồi. Sau khi bạn tạo ví xong thì nhập password và xác nhận password, bấm vào create to bot này. Rồi, sau khi bạn bấm vào đây, bấm vào continue thì nó hiện ra các bạn là 28 cụm từ bảo mật nha các bạn. Các bạn lưu ý, các bạn nhớ lưu 28 từ bảo mật này để sau này các bạn backup ví nha các bạn, vì mình share lại các bạn. Sorry các bạn, có 24 cụm từ các bạn. Sau khi các bạn ấy xong thì bạn bấm vào một nốt chấp nhận điều khoản, bấm vào continue nữa các bạn. Rồi sau đó các bạn nhập những cụm từ của nó, sau số 2 mấy, số 12 mấy, số 22 mấy, các bạn qua cái mã của bạn, các bạn điền vào các bạn. Số và các bạn để mình copy là bằng số 2 là BitCat nè. Rồi bạn dán vào đây số 2, số 12, số 22. Rồi sau đó bạn bấm vào continue nha các bạn. Confirm continue nè. Rồi bạn bấm login nha các bạn. Chết. Rồi các bạn download cái file này vậy các bạn. Rồi sau đó các bạn nhập mật khẩu bạn vào nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm login nè. Vui lòng chọn tệp. Thì các bạn gỡ lên cái tệp các bạn này đã đau về nè các bạn. Tệp này nè các bạn. Rồi bấm login nha các bạn. Rồi sau khi login xong thì các bạn đã có một cái ví như wallet nè các bạn. Đây là địa chỉ nhận của mình nè các bạn. Thì nó cũng tương tự như những ví khác thôi bạn. Một sen là một gỡ nè. Các bạn chậm xíu các bạn. Rồi nha các bạn, đây là địa chỉ nhận của mình, còn địa chỉ gỡ là một bạn bấm một sen các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.